rồi, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Baby It's Cold Outside. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị gặp gỡ một vị khách mời mới của chương trình. Đây là anh Thái, một thành viên thuộc team truyền thông. Và cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Em có một câu hỏi muốn dành cho anh là trong mùa Giáng sinh thì anh thích làm những việc gì nhất? Khi mà nhắc tới mùa đông, đặc biệt và là những ngày lễ Noel, thì anh nghĩ đến ngay đó là anh muốn được tận hưởng những bài nhạc jazz, cùng với đó là uống một ly cà phê hoặc là ly sô-cô-la nóng chẳng hạn. Và đồng thời anh cũng rất là thích được đi dạo phố phường cùng với gia đình này, anh em, bạn bè và cả người yêu nữa. Nhưng mà vẫn còn một chút thiếu sót, đó là thời tiết ở Việt Nam không thực sự là lạnh cho lắm. Vì vậy anh có một cái ước mong nhỏ nhoi là anh muốn được tận hưởng cái thời tiết không khí lạnh thực sự của mùa đông. Cá nhân em thấy thì những cái điều mà anh muốn làm cho mùa Giáng sinh nó rất là lãng mạn. Vâng, và tôi cũng muốn bật mí với quý vị một chút xíu là anh Thái đã chuẩn bị một bài hát rất là dễ thương để dành tặng cho mọi người. Đó chính là ca khúc Winter Wonderland. Mời quý vị cùng thưởng thức. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, slowly listening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away, it's a bluebird. Here to stay, it's a new bird. It's sing a love song while we stroll along. Walking in the winter wonderland. In the mellow, we can feel a snowman. We'll pretend as he's parched and brown. You will say, are you mad? We say, no man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll get inspired as we dream by the fire. Your face and pray in the plans that we made. Walking in the winter Wonderland. Walking in the winter wonderland. So we walk in.